nay anh em vừa đi nhậu về, đang đi trên đường ra quán Pachinko để chơi này. Lâu lắm, 2-3 tuần nay mới đi chơi một lần. Anh em chơi Pachinko, chúc anh em một ngày buổi tối chơi Pachinko gặp nhiều may mắn nhá. Đây, đã gần tới quán rồi. Tắt nhà đi, không lại phạm bản quyền. Mà tới không? Tóc quan, quán hay chơi? Cuối tuần này bọn này hay đi bộ. Có cái quay hai hồi chồng. Mày phải quay như kiểu mày đang quay video cho mọi người xem. Nói gì? Tối không nhìn đấy. Bộ sầm này không ít người đấy nhỉ. Ấy, uống rượu về phê quá, ra Pachinko nhân tiền đổi tiền xăng ra. Chúc anh em một buổi tối vui vẻ nhá. Rượu chè phê quá. Mà Pachinko, hôm nay nó có bóng bay ốc thăm mà. Ốc thăm gì thế? Ốc thăm trúng thưởng. Nó event đó. Nó cho ốc thăm để trúng thưởng ấy, ngồi chơi một tí nó cho ốc thăm. Mà máy nếu mà những ngày nào mà có bóng bay mà xếp này là hay trúng thưởng, chơi hay lỗ nhiều rồi. Hai anh em đang vào chơi. Đấy. Đấy. Đi rồi nhỉ? Thank you.
theo. À. Đó. Ông bên kia nó đuổi ông Trung ngồi. Nó đuổi ông Trung ngồi. Mày cố đánh 150 không nổ thôi. Thank you.
đang chơi Havana. À máy này xèng nó chơi luôn. Quá rồi. Quẩy cái này xe không đút vào được. Cái xe này không đút vào đấy được. Nó to cả. Khi nào cái đèn này nó sáng sáng lên, nó lên lên sáng bãi nhá. Đó, hay luôn hả? Ờ, hai cái hoa này lỏ lên là bãi. Hai cái này sáng sáng hả? Ờ. Đang chơi nó bảo gì à? Nó bảo là Vicky cà ràng cơ mà. Let's go.
Đầu tư 5 sen nãy được có sen 8 này. May đổi sang máy Hanabala nó lỗi cho 2 3 quả. Vẫn ăn tiếc thì mới hết mẹ giờ, chán quá. Đầu sen 8. Đầu tư 5 sen. Nãy được một sen 6 sen 8. Không hiện được rồi. Chúc anh em một ngày vui vẻ nhá. Còn không thua được rồi. Con thằng đệ thua mất hơn man. Thằng này à? Ừ. Mình tí thua.